Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 gửi đến chương trình này góp điện form của Top Càng GGX. Khi tham gia điện form các bạn nhận được 3.000 tốc, 200 Top Càng các bạn. Giá trị hiện tại của nó là 10 đô, con này sẽ list lên cái sàn là BForex. Đầu tiên các bạn join vào 4 kênh Telegram group của nó nè. Rồi các bạn bước thứ hai là các bạn follow theo word của nó nè và tag cho nó cái bình luận các bạn. Rồi các bạn bước thứ hai là các bạn là theo dõi thích cái bài viết Facebook của nó rồi chia sẻ một cái bài của nó các bạn. Rồi mình điền form các bạn. Con này làm rất là đầu tiên các bạn điền địa chỉ email mình nè. Con này nó sẽ thanh toán vào ngày 21 tháng iGov này sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 3 nha các bạn. Nó thanh toán cho mình luôn. Tự động thanh toán nha. Rồi đầu tiên các bạn điền email nè, @ bạn nào biết làm thì coi video tới đây được rồi. À về cái máy nó dính quá. Trời ơi, tao nháy đâu không. Anh Như Quỳnh là cọc chấm cơm nè. Rồi các bạn mở ra, các bạn lấy cái username Telegram của mình qua. Rồi các bạn mở vào mở Telegram ra nè. Con này không có tiếng ghép tiếng bộng gì chứ. Mình làm cái video này là như cho các bạn kiếm tiền cùng mình thôi chứ. Các bạn qua lấy username ra nè. Chạy setting nha các bạn. Rồi các bạn vào điện form. @ anh 0329931577. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình như là một món quà tặng cho mình các bạn. Con này chứ thật ra mình chia sẻ cho các bạn chứ không có được cái gì chứ, mình không có được cái gì chứ. 0329931577. Rồi các bạn mở Facebook lên. Các bạn nhấp vào đây mà like cho nó bài viết thì chia sẻ các bạn. Mình nói gì các bạn hiểu rồi. Các bạn mở Facebook lên nè. Cố gắng làm video thật là nhanh cho các bạn. Bạn vào trang cá nhân là mình nè. Rồi các bạn vào một khác nè. Sao chép đến trang cá nhân nè. Rồi các bạn thoát ra, các bạn bắt vào các bạn. Tại sao nó không dính ta? Rồi. Rồi các bạn lấy cái username theo word mình hướng dẫn các bạn lấy luôn các bạn. Rồi các bạn mở theo word lên nè. Trời gì mà 3 phút rồi. Rồi các bạn vào đây mà lấy cái @ WB nè, H9 là cái theo word username của mình đó nha các bạn. Rồi @ V U H U Win V N N H9 nè. Rồi các bạn dùng địa chỉ dưới ETH EC20 dưới nào cũng được các bạn. Nên nền tảng EC20 các bạn. Rồi mở giấy chút qua đẹp. ETH nè. Các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn bắt chào các bạn. Nhảy tào lao không tào. Còn một bước nữa mà cái máy kỳ ta. Rồi các bạn dán vào các bạn.
Rồi các bạn kiểm tra đây nha các bạn. Rồi, đầu tiên email đúng rồi nè. Telegram username @anh0392931537 các bạn ghi sai là profile link Facebook nè. Username thay word nè. Với giờ thác là các bạn bấm gỡ các bạn. Để chỉnh một dấu là cũng nó cũng không nhận được tôi cần các bạn. Rồi vậy video mình kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình vì mình chào tạm biệt các bạn nha.